ta mì vắng này coi hết bang hết kinh tế đấy thị trường ăn đấy thế con này lâu cũng đi để ý sao lại tổ ăn luôn tám tỷ đấy nè à phố phố tờ đây đây cá ban là sẽ trắng hơn phố dễ thì đào phán ở mai con có bảo đưa ra có là phải đóng nhiều ha Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.